Thì như vậy á là cứ gãy hoài, không phải là một chục lần. Chục lần gãy luôn? Chục lần gãy. Trời ơi. Em thì thường không có buồn, mọi người nhìn vô đều nói em là nhìn thấy lạc quan. Đêm thức thâu đêm, mẹ mãi chiếc áo cho con. Dạ, cái gương của em làm tất nhiên là đầu tiên thì phải là gương em rồi. Ừ. Xin chào những người bạn vui vẻ trên kênh Độc Lạ Việt Nam nha. Mình là cô chủ nhỏ à, hôm nay lần đầu tiên mình dẫn chương trình cho kênh Độc Lạ Việt Nam luôn. Và đây là... Xin chào mọi người, mình là bé Hạt Tiêu. Và đây là cũng là lần đầu tiên mình dẫn chương trình trên kênh Độc Lạ Việt Nam. À, hôm nay cô chủ nhỏ sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một cô bé tên là Trang. Cô 23 tuổi, cao 1m2 mà đặc biệt là cô ấy rất là xinh đẹp. Và điều đặc biệt nữa là cô ấy có một đôi chân bị biến dạng do bị gãy cả chục lần. Tuy vậy nhưng mà cô bé sống rất là nghị lực, vui vẻ, hòa đồng và sống rất là tự tin, rất là hạnh phúc. Xin mời quý vị khán giả cùng xem clip này nhé. Thì như là cô sinh ra đó, thì em cũng vẫn là số ký thì cũng vẫn là 3kg 7 lận mổ, xâm mổ. Thì sau khi đó thì cô nuôi riết thì sao mà nó không có lớn. Thì cũng đi khám nhiều bác sĩ lắm, nhiều bệnh viện lắm, nhưng mà vẫn nói là bé bình thường, cứ nói như vậy. Khoảng 6 tuổi là lần đầu tiên là gãy xương đi chơi á, chơi với mấy bạn. Là do nơi là cái bạn trai đó đó thì cũng mập quá. Cái rồi bạn Trang á, cháu nó lùi á, cái té xuống, Trang té xuống xong là cái bạn trai nó mới đạp lên cái xương, cái giò là nó bị gãy đi. Gãy đi thì cô cũng đem băng bó bột rồi lành, thì trong vòng nó cũng khoảng là một tháng. Thì là lúc đó bé Nho nó nằm, nó la, nó đau quá, nó khóc nhiều lắm. Lúc đó em cũng bị quản, thì em kêu mẹ, lúc đó em còn bị mẹ đánh nữa. Do là em không coi chừng bé Nho. Xong rồi thì lần đó là đi bệnh viện là nó phải bó. Bình thường chân gãy thì chỉ bó ở bên phía chân gãy thôi, còn bé Nho là bé Nho phải bó luôn cả hai chân, bó lên tới cái thắt lưng này luôn, thì gãy rất là nặng. Và lần đó là lần gãy rất nặng, thì dẫn đến là bé Nho nó yếu tới bây giờ là do cái lần đó. Rồi sau đó thì nó tự gãy, như là trợt cái là bị gãy đó. Rồi nó cũng kéo dài cũng như là một năm, rồi cho đến là một năm mấy, hai năm thì nó lại bị gãy tiếp tục nữa. Thì như vậy á là cứ gãy hoài, không phải là một chục lần. Chục lần gãy luôn? Chục lần gãy. Trời ơi. Thì sau khi đó thì nó hết gãy rồi, thì cái năm 2017 á, thì Trang nó mới là đau nhức quá, thì cô mới mua thuốc á cho uống. Uống xong rồi thì nó vẫn đau, thì mới đi xuống bác sĩ ở Bình Dương, bác sĩ Tư á. Thì bác sĩ mới chụp lên cái phim, thì bác sĩ mới nói là cái này có thể là nó có cái triệu chứng là xương thủy tinh. Thì mới bác sĩ mới chỉ, điềm chỉ đi qua trung tâm cá sấu Hoa Cà. Vô đó thì bác sĩ mới cho là đi theo cái đoàn của bác sĩ á, để đi khám ở thành phố. Thì khám ra là đúng là xương thủy tinh. Thì lúc đó thì từ lúc đó là uống thuốc ở trung tâm cá sấu Hoa Cà. Là nay cũng khoảng là 2 năm mấy 3 năm rồi, uống thuốc ở đó, ngày nào cũng phải uống là đúng giờ. Rồi sau này cái tự nhiên cái xương nó đau, nó rất là đau luôn, cái mẹ mới đưa em xuống dưới Bình Dương khám bác sĩ Tư. Bác sĩ đó biết được trung tâm nên chỉ em xuống dưới đó. Từ khi em xuống dưới đó thì em uống thuốc được ở dưới thì em lại đi được chắc khỏe hơn, không cần nản nữa. Vậy là cái thuốc đó là người ta tinh luyện từ xương của con cá sấu. Xương của con cá sấu. Nên là bổ trợ giúp cho xương của Trang là nó chắc hơn sau trước. Đúng, đúng. Thì lúc trước thì đi khám ra đó thì bác sĩ có đưa phim cho coi. Là cái từ cái lóng xương nó bị nứt hết.
nó nứt nứt, cho nên là lúc đó là đi rất là yếu, phải có cái nạng nữa thì mới đi được. Mà nạng thì mua thì không đâu có dừa với trang đâu, về phải mượn ở tiệm đó là làm lại cho nó vừa. Rồi xong rồi thì uống thuốc đó là nay là gần 3 năm thì bé nó đi rất là khỏe, không còn đau nhức nữa. Từ cái đời của ông bà mẹ em rồi thì không ở mọi người ở nhà không ai bị giống như bé Trang hết á. Nhưng mà thì bé Trang bị thì cứ nghĩ đinh ninh là tại xương bé yếu thôi, chứ em cũng không nghĩ đó là loại xương thủy tinh. Thì khi mà đi khám sau này á thì may mắn là gặp được một cái bác sĩ xương khớp ở Thủ Dầu Một á, thì bác mới nghi là bé Trang bị xương thủy tinh, mới hướng dẫn chỉ qua trung tâm cá sấu Hoa Cà. Thì bên đó bác sĩ ở bên trung tâm đó mới đưa đi khám tổng quát hết luôn, thì mới xác định là bé bị xương thủy tinh, rồi bắt đầu duy trì uống thuốc tới bây giờ. Cái chân của Trang mà nó cong như vậy là do những người ta sắp xương trong những lần phẫu thuật nó nên gây cong vậy? Đúng, cũng hơi hơi thôi à. Nó cũng giật, nó hơi cong. Rồi mổ thì người ta sắp thì nó cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng mà mình chưa có kịp uống cái thuốc ở trung tâm cá sấu á, thì những cái năm đó nó sẽ bị giật cái xương đó, nó cong đi, nó là y như là nó bị nứt ở trong đó vậy, nó cong cong đi. Còn bây giờ từ lúc mà uống thuốc ở nơi đó thì thấy nó khỏe lại, xương rồi nó cũng khỏe lại rồi. Có một dì vợ sau của ba em chở em trên một chiếc xe đạp, chở em đi chợ. Trên đó là cái chiếc xe đạp mà đang hạ dốc á, mà xe đạp thì bị đứt thắng, cho nên là không có thắng được, đang hạ dốc không thắng được cái gì đó, nhảy xuống rồi buông luôn chiếc xe đạp, em té xuống luôn. Là cái buổi lần đầu tiên nói là mình cũng bị gãy chân. Dạ đúng rồi. Thì gia đình chắc là không cho bé tập xe đạp cũng như xe máy luôn hả? Dạ đúng rồi, tại vì so với mọi người thì mẹ em, công việc của mẹ em cũng thuận tiện để ở nhà, để lo cho quán xuyến việc ở nhà, nên là rất là thương bé Trang, nên là lúc nào cũng chăm sóc đưa rước, không để cho Trang làm những việc đó. Nên bây giờ thì em với mẹ mới bắt đầu tập cho bé y như là nấu ăn, hay là tự di chuyển bằng xe buýt, hay là tự đi đây đi đó một mình. Bây giờ thì mới bắt đầu tập, nên là Trang nó cũng còn nhát. Mà mỗi lần gãy như vậy em có đau gì không? Dạ đau. Gãy như rồi là khoảng bao lâu nó mới lành cái xương của em lại? Hợp xương này thì nó cũng nhanh lành, nhưng mà nó cứ té là dễ gãy, nó cũng nhanh lành mà lại dễ gãy. Anh hỏi thêm tí này, cái là gãy xương đó là nó chỉ gãy một cái chân bên này thôi hả? Hay là... Dạ chỉ cái chân bên này thì gãy thôi, chân bên này thì cái chân bên gãy. Kia là nó bình thường. Dạ. Vậy là chụp hình thì nó cũng hơi cong, nhưng mà có điều là nó không có gãy. Té thì nó không có gãy, còn bên này nó gãy rồi. Xương nó yếu nó hay gãy, nhưng mà nó gãy không bên. Chị Út ở hồi đó là gãy bao nhiêu lần? Em ở nhiều lắm, không có giống như là ở đến nho mà cứ tự đi là mới có người khác mới gãy, còn em là không. Ví dụ như đang ngồi nói chuyện với mọi người vậy, nó kêu cái dắt thế là nó cũng sẽ gãy đó. Nói chuyện thôi mà cũng gãy xương hả? Đúng rồi, tự nhiên thôi là nó cũng gãy đó. Nó gãy chỗ nào nó gãy thôi. Đúng rồi. Cũng giống như xương thủy tinh. Cũng là xương thủy tinh. Nè nè, Út cho chị cho bé con nó có xương. Chị xương của chị nó bị dẹp như vậy nè. Xương thủy tinh đó. Nhưng mà chị không có uống thuốc như em nha, cũng không có đi bác sĩ gì hết. Tự động sau này cái chị đi bệnh viện chợ gãy đúng không, cái là bác sĩ nói là kêu chị nên mổ mà nhiều lần lắm, cái chị mới về sau tự dưng cái chị đi được thôi à. Nhưng mà con có đi được xa không? Con cũng đi chừng 100-200 mét xa vậy thôi, ví dụ như con đi xa nữa là có người nắm tay con vậy thôi. Chứ con đi thì con đi bằng đầu ngón chân, đi bằng bàn chân với nhau đi bằng bàn chân. Còn vì em là cái giai đoạn trước mà khi mà uống thuốc cá sấu là em phải đi nạng hả? Dạ, trước khi em chưa uống là em đi bằng cái nạng rồi. Uống xong được một thời gian khoảng nửa năm là em đã bỏ được cái nạng. Bỏ được cái nạng chắc là mừng lắm ha. Dạ. Hồi xưa thì em dùng hai cái nạng này em đi, từ khi mà em mổ túi mật á là cứ nằm đó dưỡng,
kể từ đó chân rất là yếu luôn, nên là phải đi bằng hai cây nạng. Lúc đó là chưa tìm được trung tâm cá sấu, cho nên là yếu lắm, cứ bệnh hoài, gãy chân hoài. Mẹ nói thì lớn lên từ từ có sức khỏe rồi, mẹ nói là mẹ dắt đi xuống dưới trung tâm chỉnh hình ở thành phố là xem coi có mổ xương em lại được không á. Xong rồi xuống dưới cái bác sĩ chụp hình phim thì thấy là xương này bác sĩ không có làm được, tại vì nó quá là mỏng, quá là nhỏ luôn. Xương này là chỉ đi bằng cây nạng thôi chứ không có điều trị gì được hết. Cái là về nhà kể từ đó là cũng rất là yếu nên là đi bằng hai cây nạng. Mẹ thường dắt em đi tập thể dục vòng vòng, rồi ăn uống những mẹ mua những đồ bổ đó cho em ăn nhiều vô, là kể từ đó là em đi được hơn một chút xíu thôi. Là lúc đó là chỉ bỏ được một cây nạn thôi. Thuốc đó thì em uống luôn, uống đều đặn mỗi ngày uống 2 lần, một lần là 10 ml, rồi kèm thêm thì em cũng không có ngồi nhiều, cũng hay đi qua đi lại. Rồi mới kêu mẹ là tắm cho cái máy này để tiện lợi hơn là tập thể dục đồ cho nó khỏe cho xương. Một ngày thì em dành thời gian là đi bộ đi máy là khoảng bao lâu? Dạ khoảng nửa tiếng, 15 phút. Tùy theo nếu em cứ đi, khi nào mà mệt thì nghỉ, rồi xíu nữa thì mở lên đi tiếp. Cái cảm giác mà bỏ được hai cái nạng ra rất là vui lắm hả, em kể lại đi. Dạ, cái cảm giác đó rất là vui. Tại vì thật sự thì bây giờ thì chân đi rất là khỏe luôn, không có còn cảm giác như là khó đi hay gì hết. Có lúc mà xưa mình đi hai cái nạng đi ra ngoài đường thì có phải là mình sợ người ta cũng vô mình ha? Dạ, tất nhiên là sợ, nhưng mà đôi khi không có em thì thường không có buồn, mọi người nhìn vô đều nói em là nhìn thấy lạc quan. Em không có hơi buồn. Mấy bạn bị xương thủy tinh là biết nhiều hơn đấy, cái loại thuốc mà con đúng có dùng hả? Đúng. Dạ. Tại vì cô cũng muốn là mấy bé nào mà tụi con mà cần uống cái loại thuốc như Trang á thì con mua uống, hay hoặc là con đến trung tâm cá sấu thì người ta sẽ bác sĩ á, người ta sẽ hướng dẫn về tụi con loại xương nào nữa, chứ không phải là như một cái loại thuốc của bạn Trang. Nhưng mà tụi con có thể là tụi con uống thì bác sĩ có nói nhiều lúc là con uống thì có thể là xương con nó sẽ phát triển được. Ba với mẹ em thì ly hôn từ lúc hai chị em mới 3 tuổi thôi. Wow, dạ. Thì chứng tỏ mẹ giỏi ha, nuôi hai chị em. Mẹ em rất là giỏi, một mình nuôi hai chị em. Không những là nuôi mà mẹ còn lo rất là đầy đủ. Mẹ em rất là giỏi, cũng nhờ may mắn, nhờ trời thương nên gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Dạ, em biết đến kênh Độc Lạ Bình Dương là từ khi mà quay Huy và bé Liên, bé Bảo Nhất á, là em đã biết rồi. Kể từ đó là em cứ theo dõi riết luôn và cảm thấy rất là thích. Nghe nói là chưa gặp được câu lạc bộ là em phá làng, phá nhà, phá số mà. Dạ, đâu có. Phải không cô? Kêu chở đi là chị hai chưa có kịp chở. Đi làm về mệt quá đi à, bây giờ là ở dưới Bình Dương mà chị hai phải chạy về đây rồi. Rồi bây giờ là chị hai mệt quá, nói thôi bữa nào đi. Thì Trang mới chạy lên nhà trên á, mới bắt karaoke lên. Bây giờ buồn quá rồi, thay đồ ra. Xong rồi đó, bây giờ karaoke thôi. Bắt đùng là cái chị hai thấy đi. Như vậy là chị hai nói thôi bây giờ vô thay đồ đi. Nhõng nhẽo không được gặp tụi con. Dạ. Giờ gặp được rồi. Tại vì em thì em rất dạ vui. Dạ. Em thì em là rất là thích hát. Mỗi khi mà đi học về mệt á thì chỉ cần hát thôi hay làm gì mệt cũng hát thôi là hết mệt. Đêm thức thâu đêm, mẹ mãi chiếc áo cho con. Áo đào sợn dài, lời ru theo tháng năm dài.
từng lời ngọt ngào. À ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chùm chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sông đời biển nắng, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy mình chẳng cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Ơi, Hoa nè. Ơi, vậy là lấy chồng được rồi. Không được. Em không cho lấy chồng. Em là bà mẹ vợ tương lai để mà chống chồng. Chống chồng à. Rất là khó tính em. Ví dụ ai mà tỏ tình với em thì rất là phải nhìn sao sao, rất là khó chịu. Trước giờ là có ai tỏ tình chưa? Nói lại nghe coi. Dạ cũng có. Nhưng mà bị hai ngăn hết nè. Dạ một cũng một phần là do em suy nghĩ lại do nhiều thứ. Bây giờ nếu mà có một anh to cao không hôi nách thì em có chịu không? để xem chị hai đã. Xem chị hai có chịu. Anh nói thiệt đi, cái gu của em là gì, sao cái gu em sao, nói nghe coi. Dạ cái gu của em là tất nhiên là đầu tiên thì phải là thương em rồi. Ừ. Thật lòng. Ừ. Sao nữa? Phải lo cho em được. Rồi sao nữa? Quy ra này với Dương nó thương em nè, lo cho em được, em chịu không? Tại là